đang canh tán hả hay là anh gì? Canh tán. Ai thôi nhắn nhiều. Máy số. Máy số nhiều. Hello mấy chị. Có ai đang xem livestream của em không? Hello hello mọi người. Hello hello hello. Chị chia sẻ với tao buổi xem chung Hồ Xuân rồi nha. Để tao để lại cho cô thông tin đi Tường Vy ơi. Hello mọi người. Để cái gì vậy? Chị xem Hồ Thị mà chị chưa tạo cưng. Chị xem Hồ Thị với lại tạo buổi xem chung luôn nha. Cưng chỉ gì thôi. Cưng chỉ xe bay thôi. Chia sẻ cho Hương đi mọi người ơi. Xe hay lấy Hồ Xuân xe? Xe Hồ Thị chứ. Hồ Thị với Hồ Xuân. Hồ Xuân xe được không? Được nè. An chị đang xe. Mọi người chia sẻ live stream đi. Chị Hương tặng cho dòng trúng số. Trong dòng tặng về đường 100 cái lấy đi. Chia sẻ cho ai mà người ta ấy đi cho người ta thành cái dòng xuống sốt cho nó rồi. Chỉ chia sẻ cho những người mà ấy thôi nha. Ai có chia sẻ livestream là mới được tặng, còn những người không chia sẻ là không có được tặng. Rồi em chia sẻ qua trang em cái từ từ. Ủa con chia sẻ trang đi. Rồi nha. Ai mà chưa được trúng số thì trong cái live stream này mấy chị nhấn share like cho em đi, để mình có cái cơ hội, cái vận may để mình nhận được cái vòng trúng số cũng như là tài lộc về với mình nha mấy chị. Tại vì số lượng không có nhiều cho nên ưu tiên cho chị nào nhấn share livestream cho em. Muốn có tiền nhiều, chụp chặt về tiền bạc hoài thì mới kiếm chị. Thấy chị á, giúp những ai cần mình có nha em, xin theo cầm đi dễ rồi chúng số rồi. Không 100 cái thôi. Cho em mấy cái cái này cái rồi, dòng chúng số là 550 nhưng mà tặng ăn trúng số nhấn xe lại chim.
ai chị không cũng thấy á. Ủa cần chỉnh nhờ cái là bây giờ ai muốn trúng số thì chia sẻ like cho cô giúp, nhưng mà tại vì cô nói nè giúp được, nhưng mà tại vì cái phép trúng số cần không có nhiều không nha. Cái niềm vui của mình á là khi giúp người ta. Tường Vi ok không? Rồi nha. Trong live stream ngày hôm nay đưa hồi đỏ còn có cái vàng mới về chiều chị đi. Cái vàng mà về được bao nhiêu có điểm thôi. Có một hộp này thôi á. Rồi bao nhiêu không? Hộp này có 70 thôi. Ít xịt ta. Rồi chiều nó qua lấy nữa. Chiều qua lấy nữa, với lại khách em ngày mai hẹn qua lấy nữa. Vậy đâu còn như là ai? Giờ chắc còn chấm tầm cao lắm là 50 ông. Tại vì có khách hẹn lấy là... 50 ông rồi hả? Ừ. Vậy sao là ai? Cái này mà thỉnh 3 ông là hút lập hồi như vậy. Bây giờ em nói mấy chị thông cảm giùm em. Cá vàng, tài lộc không có nhiều. Em chỉ có được mấy chục ong thôi. Thì bây giờ trong live stream này, chị nào giống như là mấy bạn muốn rước 3 ong thần tài lộc cá vàng này về, là mấy chị nhớ giùm em nha. Đây, em giúp mấy chị được mang cơ tiền về cho mấy chị được. Đây, ong cá vàng này giá 900.000 một ong. Đây, cá vàng này là giá 900.000 một ong. Nhưng mà trong cái live stream này, em sale cho mấy chị là còn 100.000 một ong. Và 3 ong là với giá 297. Em dám cam đoan nha. Chị nào làm ăn không được, chị nào làm hoài không có dư, chị nào từ đó giờ giống như là xuất bất sang bang, tiền bạc không có, mấy chị thỉnh giùm em 3 ong cá vàng về. Em cam kết với mấy chị, đời mấy chị khác liền. Chị nào tin thì thỉnh. Chị nào đã từng phép bên em rồi là mấy chị cũng biết được cái lọc lá bên em là như thế nào rồi. Em không có nói điều với mấy chị nha. Em lấy rùa vàng cho mấy chị nhìn kỹ. 3 ong cá vàng này nè là sư của em Sơn. Nhưng mà Sơn tới nay là 3 tháng trời mới cho về nha. Khi mấy chị có được 3 ong cá vàng, em dám cam kết với mấy chị, mấy chị làm cái gì cũng thành công. Mấy chị sẽ tự nhiên giàu, nợ trả được luôn. Khi mấy chị nhận được, bên em sẽ hướng dẫn sử dụng nha. Rồi, cá vàng này giá là 99.000 một ong. Chị nào đặt cá vàng comment trên live stream giùm em nha. 3 ong cá vàng, chị nào thỉnh một ong thôi đừng có thỉnh. Tại vì khi mấy chị thỉnh một ong á, cái lọc nó không có nhiều. Em á là giúp cho mấy chị thì em muốn cho mấy chị được lọc nhiều. Còn nếu mà giúp cho người ta mà cái lọc người ta không có thì em không có muốn cho thịnh. Đây, ai không giữ được tiền, ai làm hoài không có dư, thịnh cá vàng giùm em. Giá của cá vàng là 99.000 một ong. 3 ong là tượng trưng cho 3 chữ phúc, lộc, thọ. Em nói với mấy chị nè, mấy chị đem 3 ong về tiền vô mấy chị hơi bị nhiều. Và bây giờ em ưu tiên nha. Chị nào đặt hàng trên live stream của em, ngày mai nhân viên em gọi chốt và nhớ giùm em. Em sẽ tặng cho mấy chị cái dòng trúng số 550. Chị nào đặt 3 ong cá vàng comment giùm em. Tại vì bây giờ bé Tú nó báo với em là chỉ còn tầm khoảng 50 ong. Nhưng mà số lượng thì không có nhiều. Khách em á, là em nói mấy chị á, đồ mà bung ra một cái là khách em ai cũng lấy hết á. Đây nè, đó là 3 ong cá vàng nè. Chị nào đặt comment giùm em nha.
Ông cá vàng này thì em dám cam kết với mấy chị một điều, khi mấy chị thỉnh về trong vòng 3 ngày tiền mà không về với mấy chị, không có lọc, mấy chị nhắn tin em đền ngay cho mấy chị nha, đền ngay cho mấy chị 1 tỷ. Đây ông cá vàng, đây là một ông nè. Còn mấy chị nào muốn phúc lộc thọ nhiều là thỉnh 3 ông giống như em. Mấy chị comment một lần, comment số điện thoại trên livestream là ngày mai nhân viên em sẽ gọi chốt. Chị nào mà có Zalo quản lý rồi thì nhắn tin qua Zalo quản lý. Em chỉ nói với mấy chị một điều, ông cá vàng này sư sơn rất là khó. Một ông á là cơ tiền không có về nổi, tại vì một ông cái lực rất là yếu. Mấy chị thỉnh 3 ông, tại vì 3 ông là về cung đường cơ phúc lộc thọ. Và em dám cam đoan một điều nha, chị nào thỉnh 3 ông là mấy chị ôm tiền tỷ về nha. Mấy chị cứ yên tâm, em cái gì cũng vậy, không có nói điều. Và mấy chị nào từng biết em là cũng từng biết được tiền bạc em có nhiều, thì dĩ nhiên em phải từ đâu đó mà em ra, chứ không phải tự nhiên em có. Và cái vật phong thủy nó rất là quan trọng. Đây mấy chị nhìn đây, 1 ông thì giá là 100, còn chị nào thỉnh 3 ông thì giá là 297. Và chị nào thỉnh 3 ông thì mới được tặng cá vàng nha, được tặng dòng trúng số 550. Còn chị nào mà thỉnh 1 ông là em không có tặng. 1 ông thì cái lọc là 30%, còn ai mà thỉnh 3 ông thì cơ lọc về với mấy chị là 100%. Tự nhiên bây giờ bên nít này đông, nít kia ngộ ghê. Xe like chưa mấy chị ơi? Người ta chia đều hai nít này. Như trời không có cho mình đứng một chỗ hay sao? Để em lắc 3 ông ra cho mấy chị nhìn cho rõ. Giống mấy đứa lắc cười. Mà công nhận hơn thiệt, hồi sáng mà chị vừa cầm cái là cũng biết không, bên giao hàng đó là điện thoại chị với Tú đưa cả tỷ bạc tiền hàng liền. Hay thiệt chứ, hên ghê. Mà ác cái là kêu bữa nhờ sư thỉnh về đâu khó đâu, chứ mà phải có chị cũng thỉnh nhiều. Ai mà có số điện thoại là mới được chốt nha, mấy chị không có số điện thoại là em không có chốt đâu. Bà Lucky giờ này bà gửi hàng sao coi. Để em coi coi mấy chị có xe like không. Ai có xe like cho em mới cho thỉnh, chứ bây giờ không xe là em không cho thỉnh đâu. Không cái gì cũng hên ghê luôn á anh Phúc. Anh nhớ cái thằng bữa nó mượn tiền, nó đâu có chịu đưa đâu nhớ anh Phúc. Rồi chiều cầm qua trả cả tỷ bạc luôn á. Ghê không? Không có hàng. Có đơn gì ở Tùng không? Giờ sao Tú? Giờ thịnh cá vàng quá trời. Mày đúng như mày điểm như chị có hơn 50 ông không? Sao? Hơn 50 ông không? Có một hộp này nói luôn à. Mình sao đủ với nào thịnh? Không có gọi được luôn á. Thầy nó sên quá. Bạn cũng có rồi. Nè em nói nha, em mua tiền chị nào để là số điện thoại trên đây em ơi, chị nhắn tin từ đầu nè. Nguyễn Ngọc Linh, ok mua tiền cho chị. Cá vàng này nè, có ăn cái gì đâu mà ăn hoài. 1 ông cá vàng thì giá là 100, mấy chị thỉnh 3 ông giống như em nè. Em nói cho mấy chị nghe, 3 ông này là tượng trưng cho phúc lộc thọ. Khi mình thỉnh 3 ông này là cái cơ nha, ôm tiền về rất nhiều. Và em dám cam đoan với mấy chị luôn, Tú Tú, mày đưa 3 ông đó đi, chị bỏ vô điện thoại này cho dễ thấy. Điện thoại nào mà đưa 3 ông trong cái điện thoại kìa. Nè mày lấy điện thoại đó mày chốt nhắn ngoài đi. Chốt nhắn ngoài đi. Ai mà thỉnh 1 ông thì nhắn cho người ta thử lấy 3 ông đi, 1 ông không có lọc đâu. Mà 3 ông này hơn thì chứ, nhỏ mà ghê thì. Đây, 3 ông cá vàng nè mấy chị, mình bỏ ốp điện thoại được. Em dám cam đoan với chị luôn mà, em nói chị nghe.
Chị nào thỉnh cá vàng là nhớ giùm em. Ủa sao đây có 2, 4, 5 cục tiền người ta còn cọc nữa đâu ta? 6 cục mà. Đây nè. Cá vàng là mai nhân viên chị chốt, còn ai có số điện thoại quản lý rồi thì cứ liên hệ với quản lý bên chị nha. Đây. Cá vàng rất là linh. 3 ong thì giá là 297, phí ship 50. Em chỉ dám nói một điều, chị nào đang cầu mua nhà, thỉnh cá vàng về cho em, nhà sẽ về. Chị nào đang cần trúng số, thỉnh cá vàng về cho em, kéo cơ tiền về. Chị nào đang cần mua may bán đắt, thỉnh cá vàng về cầu xin. Và khi mấy chị được lộc, làm ơn giùm em thả 3 ong cá vàng vô nước nha. Tại vì cho mấy ong được hưởng cái nước nha, thì hưởng nước nó sẽ trợ phú cho mấy chị lọc lá rất là nhiều. Tại vì số lượng có hạn cho nên em chỉ có rất là ít. Chị nào muốn giàu có, muốn tiền về nhiều, mấy chị nghe lời em, mấy chị thỉnh giùm em ong cá vàng. Giá là 100 ngàn một ong. Dồn đơn, bán online, thỉnh ong cá vàng về đi, mấy chị sẽ làm rất là được. Ong cá vàng thì số lượng không có nhiều. Chị nào có số điện thoại thì nhắn qua số điện thoại, chị nào chưa thì đặt hàng trên livestream. Em chỉ dám nói một điều nè, chị nào đang xui, đang không có tiền, đang thiếu nợ, thỉnh giùm em 3 ong cá vàng. Một ong giá là 900. Bây giờ trong livestream này em share duy nhất ở live này thôi là còn 99.000 một ong, là giá chợ thỉnh nha. Chợ thỉnh để cho những người khổ, những người mà không có tiền, những ai mà kiểu như là làm ăn hoài mà không có dư, là em chợ cho mấy chị để cho cái cơ đường mấy chị thoát khổ nha. Một ong cá vàng giá là 100, mấy chị thỉnh 3 ong thì em sale cho mấy chị là còn 99.000 một ong. Và ngày mai nhân viên em sẽ gọi chốt. Em ưu tiên cho những chị nào đặt hàng trên livestream này, em dám nói một điều nha, khi mấy chị thỉnh cá vàng về, cái đầu tiên là cá vàng sẽ cải vận cho mấy chị. Mấy chị hiểu không? Cá vàng lội nước, cải vận ngược dòng thời gian luôn. Những ai mà đang khổ cỡ nào em không cần biết, mấy chị thỉnh cá vàng về, khách của mấy chị đông nghẹt, mọi đường cơ tự nhiên sẽ có quế nhân giúp đỡ. Ai mà đang bị thiếu nợ, thỉnh cá vàng về, người ta sẽ trả nợ cho mình luôn. Không, ngày mai nhân viên em sẽ gọi chốt nha chị Ngọc Linh ơi. Một ong cá gì, con nói gì? Hả? Trong app có mà. Ừ. 3 ong. Không có nhiều. Em bỏ ví được nè. Khi mấy chị thỉnh về là ong cá vàng sẽ như vậy nè mấy chị, nằm trong cái hộp đỏ như vậy nè. Còn em này là em tháo ra em bỏ điện thoại đó. Còn mấy chị không thích thì mấy chị để trong cái hộp đỏ gì luôn. Nhưng mà em nói mấy chị là ong cá vàng, sư em dặn sư rất là lâu luôn rồi đó. Mà nhờ sư sơn rất là lâu luôn mà cuối cùng về được không có nhiều á. Đúng rồi, khi nào có lọc là thả cá vào nước nha. Cá chắc chắn là không phải làm bằng thịt rồi chị. Chị tính ăn hay sao vậy? Mua một con có bán không chị? Em ơi, em gọi bằng ong cá nha. Khi mình thỉnh mình phải tin. Còn nếu em kêu bằng con thì chị không có cho em thỉnh nha. Mất dạy quá. Kêu bằng ong cá không có được kêu bằng con. Kêu bằng con là không có cho thỉnh luôn. Tại vì đây đồ của sư, đích tay sư làm ra luôn, chứ không phải là qua trung gian một cái tiệm phong thủy nào hết. Nói gì? Rồi, thỉnh ba ông. Thỉnh ba ông. Ong cá vàng thỉnh một ong vẫn được, nhưng mà một ong lại không có hơn nhiều. Mua về là chưa có bỏ vào nước, khi nào mà có lọc là mới bỏ vô nước nha. Mấy chị có tiền nhiều, mấy chị sẽ giải quyết được những cái mà buồn hay là những cái gì mà không tốt trong cuộc sống của mấy chị. Em nói thiệt, ai mà đang xui là nghe lời em đi, nên thỉnh ong cá vàng về. Tại vì em dám chắc với mấy chị, ong cá vàng sẽ giải quyết cho mấy chị những cái vấn đề mấy chị đang rầu lo trong cuộc sống. Và trong cái livestream ngày hôm nay, mấy chị ơi, mình nhanh tay lên. Nếu như mình muốn có được ong cá vàng, mấy chị muốn tài lộc về, mấy chị muốn may mắn, mấy chị muốn, nói chung là mấy chị đừng có để mình nghèo.
Mấy chị mà nghèo một cái em nói mấy chị nè, người ta rất là khi dễ mình. Người ta không có coi cha mẹ mình ra cái gì và cũng không có coi mình một cái gì gọi là tốt lành hết nha. Cái combo trúng số VIP mà chị mới về được 10 combo rồi, tốt cho chị đi Thu. Thôi để cái kia xong đi, từ. Không có nhiều. Hồi chiều ai chốt cho em rồi? Vừa bán lắc cho tôi nó còn. Cho chị 3 túi với 1 bộ lắc. Thằng Quân Quỳnh này khùng quá chảnh mẹ rồi. Nhiều hẳn lên livestream comment khủng. Điếm về dòng trúng số còn nhiêu? Chứ giờ ta hỏi quá trời mà không còn hàng rồi sao? Thôi bước còn. Đây nha, Dũng My ngày mai có. Cái này là combo dòng trúng số nè. Thì giá của combo dòng trúng số này là 698.000 nhưng mà không có nhiều. Dòng trúng số còn có 5 màu. Hợp lý. Đó, ủa rồi, nó cứng quá thôi. Tại vì để ngoài gió. Có ai chốt chưa? Mình đã viết 5 dòng, không có nhiều. Giờ mình đếm tỷ 3 cá tao còn đường trăm không? Còn số 11, bắt không đếm tỷ. Chị đếm là hồi hộp nữa, tùy hết em thôi. Phép bên chị á, em đặt nhiều, thường nó linh. Nó chở em cái cơ lọc nhiều, chứ nó không bị một cái vấn đề gì hết. Khi mà em đặt nhiều thì lọc lá nhiều, rồi tiền của em nhiều, cái gì cũng được may mắn hơn hết. Chứ không sao hết nha, không có bị đụng phép hay gì hết. Để số điện thoại mai nhân viên em gọi cho chút quyền. Đăng ký cái vận bên chị là phải đặt lịch. Để em coi bao nhiêu lượt xe. Mà không xe là em không cho thỉnh đâu. Ai có xe lại chim em mới cho thỉnh nha. Em đặt rồi mà có ai chốt chưa? Phép bên chị mà khi mọi người sử dụng nhiều phép, nó gộp vô với nhau,
thì nó sẽ cho mình cái cơ lực mạnh hơn nha. Cái combo nhẫn này nè là hôm bữa không dám nhận, bữa nay là mới nhận lại nè. Thì ai mà mình không giữ tiền được, không cầm tiền được, và mình làm từ xưa tới giờ mà không có dư, thì mấy chị thỉnh cho em cái combo nhẫn này. Combo nhẫn này giá là nhiêu ta? 289 không? Combo nhẫn này là gồm 3 chiếc nha, bộ 3 nhẫn. Cái này gọi là bộ 3 nhẫn. Giá là 289.000, phí ship 50. Nhưng mà em dám cam đoan một điều nha, khi mấy chị đeo cái combo nhẫn này vào, tự nhiên tiền về rất nhiều. Nhưng mà tại vì em còn không có bao nhiêu hết, số lượng em còn ít quá, cho nên chị nào á mà muốn đặt hàng là vui lòng để số điện thoại lại giùm em. Combo nhẫn này là 289.000. Khi mấy chị đặt hàng trong cái livestream ngày hôm nay, em sẽ tặng cho mấy chị một cái dòng trúng số 550 nha. Đây là combo nhẫn nè. Trong livestream ngày hôm nay, khi mấy chị đặt, mấy chị sẽ được tặng cái dòng trúng số 550. Và em dám cam đoan một điều, chị nào thỉnh bộ ba nhẫn của em về, mấy chị đeo trong vòng 3 ngày, tiền về với mấy chị là hơn 100 triệu. Hết cộng 50 em mới nặng. Gì vậy? Hết cộng 50 em mới nặng. Rồi ra đơn nó đi 500 mấy phải không? Cộng đơn nó còn nhiêu tiền? 510. Cái combo nhẫn này em có không có nhiều, chết mẹ rồi. Bây giờ là em thông cảm giùm em nha, tại vì số lượng không có nhiều. Cho nên chị nào muốn đặt bộ 3 nhẫn 289, mấy chị comment giùm em nha. Còn ông cá thì em nói lại một lần nữa, ba ông cá này giá 297. Và em chỉ biết nói một câu vậy nè, mấy chị thỉnh về, mấy chị sử dụng cho em trong vòng tối đa khoảng 1 tháng. Nếu sau 1 tháng mấy chị thấy tiền không về với mấy chị trên 100 triệu, thì mấy chị ơi nhắn tin cho em đi, để mình nhận ngay 5 tỷ đồng nha. Ông ba ông cá này nè là giá chỉ có 207, em nói 297.000. Và em nói mấy chị nghe nè, không có ai dạy dột gì mà đi bán mấy món đồ mà có mấy trăm ngàn. Mà mấy chị nghĩ đi, mấy chị thỉnh ba ông cá, mấy chị còn được tặng thêm cái dòng trúng số 550, hoặc là mấy chị thỉnh combo nhẫn nè 289 cũng được tặng thêm combo, tặng thêm cái dòng trúng số 550. Không có ai dạy dột gì mà đi bán một cái món đồ mà chỉ có mấy trăm ngàn mà lại cam kết đền tiền tỷ cho mấy bạn. Nếu như món đồ đó không thực sự hiệu quả là không ai dám hết. Combo nhẫn nha mấy chị, em dám cam đoan với mấy chị luôn, combo nhẫn này là giá 289.000. Hôm bữa giờ là em không có hàng, bữa nay hàng mới có lại. Thì combo nhẫn này nè gồm nhẫn tỳ hưu, nhẫn kim tiền và nhẫn hồ ly. Nhưng mà ba chiếc nhẫn này gọi là ba chiếc nhẫn trợ lực cho nhau. Và mấy chị ơi, chị nào đã từng thỉnh qua cái này là sẽ biết được nha, hiệu quả về rất là nhiều. Và combo nhẫn này mấy chị ơi, em chỉ biết nói một câu, mấy chị thỉnh về, chị nào đang nghèo là sẽ giàu, chị nào đang thiếu nợ là sẽ trả nợ được, chị nào đang lận đận là giải quyết được, chị nào đang làm ăn không được bỗng nhiên làm ăn được, chị nào cầm tiền không được sẽ cầm tiền được. Đây nha, em nói với mấy chị nè, mấy chị ơi, chị nào thỉnh combo nhẫn comment giùm em combo nhẫn và số điện thoại. Chị nào thỉnh combo cá comment giùm em combo cá và số điện thoại nha. Combo nhẫn giá là 289, combo cá giá là 297, phí ship đồng giá 50.000. Và mấy chị ơi, trong livestream ngày hôm nay, khi mấy chị đặt combo nhẫn hay combo cá gì cũng vậy, em đều tặng cho mấy chị một cái lọc là một cái dòng trúng số 550. Và dòng này là em tặng chứ em không bán nha. Mai Lu ơi, cái cơ hạn em nặng cho nên khi em thỉnh một cái lọc nó sẽ không có về, thì em phải chờ thêm qua tấm giải hạn. Hoặc là mọi vấn đề em có thể nhắn tin cho chị, chứ không cần lên đây comment trực tiếp bất lịch sự như vậy trong cái livestream của chị nha. Rồi, bạn nào thỉnh combo nhẫn comment giùm em combo nhẫn. Nếu như mấy chị không muốn thoát khổ, mấy chị không muốn tiền về nhiều, mấy chị đừng nên thỉnh combo nhẫn. Giá em sell cho mấy chị luôn 289.000. Còn combo cá giá 297.000. Trong 1.001 người đang xem nha, ai thỉnh combo nhẫn, ai thỉnh combo cá vàng về trong vòng 5 ngày tiền không về mấy chị 50 triệu, 100 triệu, nhắn tin em đi để nhận ngay 500 triệu đồng nha. Mấy chị ơi, nói điều là mất lọc. Mấy chị nào thỉnh combo nhẫn 289 comment giùm em. Và chị nào thỉnh combo cá comment giùm em. Đặc biệt, combo cá rất là hên nhưng mà em về không có nhiều nha. Combo cá có thể bỏ hết điện thoại được nè, bỏ bóp được nè, bỏ gió sách được nè, bỏ trong bàn thờ ông địa cũng được. Mấy chị ơi, comment giùm em combo cá nha. Xuyến em, mày biết sao không, nghe cái tên mày là tao nói thiệt, nhiều khi cuộc đời mày không có tiền á để mày để, cho nên mày tức.
Còn tao có tiền thì tao like cho mấy điểm nghiệp chướng như mày tức chơi. Để chung với mẹ viết được nha. Chị nào đặt combo cá comment giùm em. Combo cá nghĩa là ba ông cá. Nhưng mà em dám nói mấy chị nè, chị nào đang xui quá, đang muốn đổi vận mà mình không có tiền nhiều, thỉnh giùm em ba ông cá đi, đường đời của mấy chị khác hẳn liền. Ba ông cá lội ngược nước, lội ngược dòng, đẩy cái đường cơ của mấy chị lên, không có cho mấy chị khổ nữa, làm gì cũng thuận lợi hết. Để chung với mẹ VIP được nha. Combo nhẫn giá là 289, còn combo cá giá là 297. Em dám cam đoan một điều, mấy chị không tin thì đừng thỉnh, còn mấy chị đã thỉnh thì mấy chị chắc chắn phải thoát. Nhiều. Phải thoát là gì? Thoát nghèo á. Đang đang lạc. Ít rồi. Tại vì không có đồng số. Chị Nguyễn Ngọc Linh, em sẽ để cho chị ba ông. Em nói chị nghe nè, dù cho có khó khăn như thế nào nhưng mà em chắc chắn sẽ ưu tiên cho chị. Tại vì chị là một cái người comment từ đầu tới giờ, chị theo em từ bên Facebook kia qua đây. Em sẽ giúp chị cho chị thoát nghèo. Nhưng mà nhớ giùm em nha, khi mấy chị thoát nghèo rồi đừng có quên em nha. Chứ công em giúp mấy chị xong rồi ai nghèo đi cũng quên em thì em rất là buồn, thật sự. Không có nhiều. Phan đi Tú, bây giờ mày không kiếm giùm chị được hả Tú? Cái ông combo cá này hên để cho người ta ấy Tú. Combo nhẫn là 289. Và có nhiều chị nghiệp lắm hỏi em cái nhẫn này đeo vừa. Mày nói với chị cái nhẫn này coi giãn, tay nào đeo cũng vừa, tay mấy chị bự cũng vừa mà tay nhỏ cũng vừa, tại vì cỡ nào cũng coi giãn. Combo cá thì giá là 297, còn combo nhẫn thì giá là 289. Nhưng mà tại vì mấy chị biết sao, mấy chị đừng có buồn em, cái số lượng không có nhiều, về nhiều thì em cho mấy chị thỉnh mấy nhiều. Chứ nhiều khi mấy chị biết không, em cũng muốn cho mấy chị thỉnh mà em hỏi mấy chị bây giờ không có rồi lấy gì cho thỉnh. Ủa bé Tú, cưng ác tới mức mà cưng không đi kiếm được cho chị luôn hả Tú? Trời ơi chị nhớ bữa giờ là mình về đã hết rồi, là còn cái này là hộp cuối cùng. Kiếm cho chị đi, chị cho khách của chị thỉnh, tội nghiệp khách chị quá trời. Chị mà kiếm nữa là sẽ lòi lấy khách của em ngày mai qua lấy rồi. Giờ mà bây giờ tội nghiệp người ta khổ quá trời, cưng kiếm cho người ta đi để cho người ta thỉnh. Cưng mua nhận với cưng mua các cưng kiếm mà còn sót không? Chị không sót không? Khách cưng có hẹn không? Có sao không? Zalo em hẹn đầy nè. Hồi chiều chị vừa em đăng bài trên Zalo, khách đỏ quá trời. Hỏi không? Trời, tao thấy chị chợ thỉnh là tao lấy nhiều lắm. Lấy một lần khách nước ngoài nữa, thỉnh một lần chục ông đem về. Rồi giờ sao vậy trời? Em nói mấy bạn nước ngoài khó thỉnh đấy. Không chỉ. Mấy bạn nước ngoài giàu không? Trời ơi, người ta... Tao qua đó người ta làm cực chết nên mình về. Ừ. Cái gì thế lại không? Cái này nó coi giãn. Nè, thấy dùng nhẫn rồi. Dòng phê còn như nào? Mập thì bóc ra, ốm thì bóc vô. Thấy không? Hên lắm. Có ai nhắn tin vô điện thoại anh không anh? Yeah. Đưa cho em mỗi. Em kêu Tú làm gì không? Con nhít đó, bỏng con trời đâu con nhiều. Có, có 99. Hả? Có tổng đài 99 nhắn. Em đọc số anh lên nha. Mấy đọc số điện thoại lên, mấy bạn nhắn tin mà chồng mình rồi bỏ số luôn á. Chị đừng có gọi nữa, tôi từ cái gì mà điện thoại cơ? Tổng lấy cái đó. Bây giờ ba ông cá là ai khổ lắm em mới cho thỉnh, tại vì ba ông cá hơn lắm. Hơn cực kỳ luôn.
Ai mà khổ lắm em mới cho thỉnh ba một cái với nhẫn nha. Ủa con liễu là không, tôi chị không thấy cái Zalo của nó sao, con có Zalo liễu không? Thỉnh ông cá cho chồng đi làm là đúng lắm luôn. Bùa đắt khách thì em đang có cái combo 700.000 nhưng mà còn ít quá rồi. Chị nào mà ấy lắm em mới cho thỉnh. Giờ không dám like combo đó luôn. Tại vì like lên là không có còn. Bùa đắt khách là có combo 700.000, đắt ơi là đắt. Chị nào thỉnh nó về chắc làm khỏi thở luôn. Thôi giờ không mấy chị thỉnh khác được, thỉnh ba con cái với combo nhẫn này không có hẹn. Thỉnh khác đi mấy chị. Cái này đang like làm mất tập trung ghê. Không, mấy chị thông cảm giùm. Tại vì bây giờ nè, em không phải là em không muốn cho mấy chị thỉnh, nhưng mà cái combo đắt khách 700 ngàn là em chỉ có 10 cái thôi, em không có dám like. Like lên rồi mấy chị thỉnh em đâu có đủ đồ bán đâu mà cho mấy chị like. Cái combo đắt khách 700 ngàn là đắt cực kỳ luôn. Em dám cam kết với mấy chị luôn. Mấy chị thỉnh combo đắt khách 700 ngàn em chị bán không có kịp. Em nói thiệt, nhưng mà tại vì bây giờ là không có hàng, em không dám like luôn, em không dám cầm cái combo lên like luôn. Thì bây giờ nè, chị nào lấy combo đắt khách 700.000 mấy chị comment trên like đi, em chọn ra đúng 10 người ngày mai em chốt cho combo đắt khách 700.000. Chị nào muốn thì comment trên live stream, rồi ngày mai em sẽ gọi ngẫu nhiên 10 người may mắn để mà em chốt. Ai đặt ba ông cá thì comment số điện thoại mai nhân viên em gọi chốt nha. Miễn là mình có số điện thoại là mai nhân viên em sẽ gọi chốt. Em nói luôn nè, ba ông cá giá là 297, mấy chị comment số điện thoại mai nhân viên em gọi chốt. Combo nhẫn đó là 289, mấy chị cũng comment số điện thoại mai nhân viên em gọi chốt. Combo đắt khách 700.000, tại vì nó không có nhiều cho nên không có dám like. Cái vấn đề là vậy, tại vì em chỉ có 10 cái combo đắt khách thôi. Giá một combo nghĩa là nhiều món, 700.000 mà combo đắt khách là nó gồm nhiều món. Nhưng mà tại vì em chỉ có được 10 cái combo đắt khách 700.000, em không có dám like. Mấy chị ơi, mấy chị muốn thỉnh combo đắt khách 700.000, mấy chị phải comment giùm em là combo đắt khách 700 nha. Tại vì bên em thì có rất nhiều combo, nhưng mà cái combo đắt khách 700 là mạnh nhất nha. Bên em có combo đắt khách 200, combo đắt khách 300, combo đắt khách 400, nhưng mà combo đắt khách 700.000 là mạnh nhất và em không có dám cầm để live stream nha. Combo nhẫn em đang đeo nè là combo nhẫn cầm tiền tài lộc. Đặc biệt em dám nói với chị một câu, chị nào thỉnh cái combo đắt khách của em về mà bán không được, em hoàn tiền cho mấy chị 500 triệu. Đó, lời cam kết luôn. Vòng charm là thu hút tài lộc, thu hút tiền, nói chuyện cho chồng nghe là dùng sám hồ ly. Combo đắt khách là combo giúp cho mình đông hàng, cho mình khách khứa đồ nhiều. Chị nào đang khổ thỉnh được mà ba ông cá với lại ba combo nhẫn này về,
đời mấy chị khác hẳn luôn. Mấy chị ơi, mấy chị đừng có mà nhắn tin qua Zalo mà kêu em gửi hình này hình kia cho mấy chị coi. Nói chung phép mấy chị không cần coi đâu, miễn là lọc nó về với mấy chị nhiều thôi, chứ giờ mình coi làm gì mà lọc không có cũng vậy. Mấy chị nào thỉnh combo nhận với combo cá em tặng cho dòng trúng số 550, không tính tiền nha. Cái vòng này là vòng tặng. Và mấy chị nhớ giùm em, đừng nghĩ đồ tặng là không hên nha. Em dám cam kết với mấy chị, đồ em tặng mấy chị về chị nào cũng phải trúng số nha. Rồi, combo nhẫn là 289.000. Đây mấy chị nhìn kỹ cho chị coi cận cảnh combo nhẫn nè. Mấy chị thấy không? Rất là đẹp. Nó có co giãn cho nên mình không có lo là tay mình không có vừa nha. Combo nhẫn này giá là 289.000. Và em dám nói với mấy chị nè, cái combo đắt khách 700, chị nào lấy là phải comment đúng giùm em là combo đắt khách 700 nha. Còn chị nào lấy combo nhẫn comment giùm em combo nhẫn. Và em nói với mấy chị một câu như vậy, em không có hứa cho mấy chị tiền, em chỉ có thể hứa giúp cho mấy chị lội ngược dòng thời gian để cái cơ vận về nha. Thì chị nào muốn thỉnh combo cá là 3 ông cá, mấy chị comment số điện thoại giùm em, 3 ông cá giá 297.000. Còn chị nào thỉnh combo nhẫn là 289, mấy chị cũng comment giùm em nha. Mấy chị thỉnh về mấy chị không đeo cũng được. Và trong livestream ngày hôm nay, chị nào đặt hàng em tặng cho cái dòng trúng số 550, em tặng chứ không bán nha. Combo cá là 297, đồng giá phí ship là 50.000. Chị nào đặt combo nhẫn là 289, phí ship cũng 50.000. Combo đắt khách là 700.000 nhưng mà không có nhiều. Có được tầm 10 combo à. Cái combo đắt khách 700.000 trên lậu của chị là đâu ai lấy đâu không tu? Rồi còn chở. Đừng ngay lên lấy em tao nha. Nó mà sẽ nó đi cám kia nó vô. Hử? Cám gì? Nó. Để nó sáng nó đi cám kia nó vô được không? Mấy giờ? Hỏi. Hỏi chị mấy giờ? Okay. Mấy giờ em vô? Giải hạn là may mắn không? Mấy giờ vô? Bây giờ năn nỉ đúng không? Chị đang rước là cần combo cá, combo nhẫn. Tại vì nó quá hơn. Cho chị mượn thoại. Không biết nó khách có mùi vậy. Như tao lấy cái mô đất khách quá trời rồi sao? Chị đóng cửa phòng. Lấy tao đọc mày á. Dữ quá. Sao 200 mấy nô rồi thấy hết rồi mà. Trời ơi trời, tối người ta về cho nhắn tin tiếp. Trăm má rồi. Chết mẹ rồi, giờ tới mấy đầu lấy cơm bộ đất khách rồi. Tâm ăn không? Mai hôn xếp qua cho bánh chén. Bánh chén nè, bánh chén này. Anh Phúc mua bánh chén này ở đâu vậy? Tưởng tàu luôn. Ngon. Bùa có con chú. Nói chuyện mà chồng không nghe hả? Cho chị gì đó luôn. Sắp hồ ly với dầu yêu cực mạnh. Ừ. Bánh chén mà lại buồn miệng, bánh chén ăn gì vậy? Mấy chị nào Hoàng Anh Cao, em xui quá em thỉnh qua tấm giới hạn đi. Mấy chị nào mà muốn tiền về nhiều quá, mấy chị thỉnh cho em combo cá hoặc là combo nhẫn. Em dám cam đoan với mấy chị luôn, tiền mấy chị cầm về là rất là đã. Nhưng mà tại vì số lượng không có nhiều. Dạng bánh chén, bánh chén với muối đó. Nè, chị nào nhanh tay muốn thỉnh combo nhẫn comment giùm em nha. Cái combo nhẫn là gồm 3 chiếc, giá là 289.000. Còn cái combo cá thì nãy chị Hương đang để trong móc điện thoại đó, thì giá là 297, phí ship đồng giá 50. Và ưu tiên cho những ai comment là trên livestream nha. Tại vì số lượng không có nhiều, thầy vừa về cái là like liền luôn. Dầu gọi tiền của sư là 99.000 một chai.
combo cá là 297, combo nhẫn là 289. Nhiều người ta comment combo cá, combo nhẫn, combo cá, combo nhẫn, combo cá, combo nhẫn. Lọn xà ngầu luôn. Combo cá là 297, phí ship 50. Combo nhẫn á là 289. Còn combo bán đắt không, mấy chị đừng đặt combo bán đắt. Tại vì em đâu có nhiều đâu. Em có 10 combo, giờ mấy chị đặt em không có hàng giao cho mấy chị đâu. Combo nhẫn đeo không có đen. Nhưng mà nếu như mình kỹ á, mình đừng có đụng nước. Tại vì mấy chị đụng nước nó sẽ mất đi cái đồ bóng, không có bị đen. Nhưng mà nếu mình kỹ thì mình đừng đụng nước. Combo nhẫn là 289.000 nè. Hoa giải hạn là giá là 150. Muốn thay đổi công việc thì phải thỉnh phép chợ vô người. Còn cái chuyện mình thay đổi là chuyện của mình. Đúng rồi, combo cá với lại combo nhẫn. Mấy bạn thỉnh cái gì trong livestream ngày hôm nay là sẽ được tặng một cái vòng trúng số 550 nha. Nhưng mà vòng này tặng chứ không bán. Ok, đúng giờ nha. Có combo cá chờ vòng trúng số luôn. Ai lấy combo cá phải comment combo cá. Ai lấy combo nhẫn là phải comment combo nhẫn. Tại vì chị Hương không có nhiều. Dầu sư còn được bao nhiêu chai? Giờ người ta kêu like dầu sư rồi, đâu có đâu mà like. Cho 2 chai dầu sư đi. Em nên thỉnh qua tấm giấy hẹn đi Quyền Trâm. Mua xe với trả nợ thì em thỉnh cho chị là combo cá với combo nhẫn đi. Không có nhiều mấy chị ơi, trời ơi, chết rồi. Bây giờ chị nào cũng thỉnh mấy cái này hết. Đồ sư còn 40 chai. Đồ sư còn được nhiêu? 40 chai. Rồi sao lại? Bữa mới về mà đóng hết rồi. Ít cái gì? Ừ. Còn có 40 chai rồi hả? Đúng rồi. Rồi sao con lai? Sao mày nghiệp quá vậy Tú? Bị giật tiền được chứ. Không đeo vẫn được, không sao á. Combo cá nè, combo cá thì là giá là 297. Combo nhẫn thì giá là 289. Và được tặng cho một cái dòng trúng số 550 nha. Chị nào thỉnh combo là sẽ được tặng dòng trúng số nha. Hoa tắm giải hạn thì giá là 150. Rồi bây giờ người ta thỉnh quá trời dầu sư luôn. Cái này là dầu gọi tiền của sư. Nhưng mà em có không có nhiều. Chị nào đặt thì comment giùm em. Chị nào thỉnh 2 chai là em sẽ tặng cho cái dòng trúng số 550. Em nói một lần nữa, chị nào tiền không có, chị nào làm hoài mà không có dư, chị nào mà luôn gặp xui xẻo trong cuộc sống, chị nào mà vận may chưa mỉm cười, chị nào chồng không thương, chị nào tiền bạc không có, anh nào đi làm hoài mà không có dư, anh nào không có định hướng được cuộc sống, anh nào đường đời gian dở, anh nào làm gì cũng không được như mong muốn, thỉnh cho em cái dầu gọi tiền của sư nha. Giá dầu gọi tiền này nè thì giá là 99.000 một chai. Nhưng mà em dám cam kết với mấy chị thỉnh cái dầu gọi tiền này về, đời mấy chị lên hương nha. Và cái cách sử dụng, mình có thể thoa dầu ngay cái tay mình, hay là mình thoa ngay cổ, thoa ngay mũi hết cũng được. Cái dầu này là dầu phép và có công dụng là gọi tiền. Rất là thơm, thơm cái mùi giống như dầu xanh, dầu gió gì đó mấy chị. Và đặc biệt cái dầu này có thể chống bùa ngải luôn nha mấy chị. Mấy chị sử dụng cái này lên thì sẽ không bao giờ bị dính bùa dính ngải được. Giá của dầu gọi tiền của sư này là 99.000 một chai. Và trong livestream ngày hôm nay em chỉ nhận khoảng tầm 20 người, tại vì em còn có 40 chai. Một người em nhận là 2 chai nha. Chị nào đặt hàng, mấy chị comment nhanh trên livestream. Bây giờ là 700 người đang xem. Ai comment nhanh là em chốt người đó, chứ em không có nhận chừa hàng. Tại vì mấy chị thông cảm giùm nha. Chị nào đặt 2 chai comment giùm 2 chai nha. Và khi mấy chị nhận về, em dám cam đoan với mấy chị, mấy chị sử dụng, mấy chị sẽ thấy tự nhiên tại sao tiền ở đâu nó tới hoài. Dầu gọi tiền của sư, giá 99.000 một chai. Chị nào đặt hàng comment số điện thoại giùm em, mai nhân viên em sẽ gọi chốt.
Và em có một cái câu như thế này: khi mấy chị khổ, mấy chị nên sử dụng cho em cái dầu gọi tiền của sư. Tại vì nó có công dụng, tại vì sư sên ra và nó có cái công dụng y chang dầu gió, dầu xanh vậy đó. Nhưng mà khi sử dụng lên tự nhiên sẽ rất là hên. Chị nào lấy 2 chai comment giùm em 2 chai nha. Tại vì em chỉ còn có 40 chai. Thì em nhận nãy giờ 4 người rồi đó là 8 chai rồi đó nha. Một chai như vậy nè là giá 99.000. Cái này là dầu của Thái Lan. Mấy chị nhìn trên cái chai nè toàn là chữ Thái không, chứ không có phải là hàng bậy bạ của Việt Nam. Và dầu này là đã được sư xin phép do đích thân sư của chùa vàng Quá Chai Mít làm ra. Giá của một chai là 99.000, hai chai là 198, phí ship 50. Em chỉ biết nói một điều nha. Em chưa biết cách sử dụng thì mình bóc cho chị hướng dẫn nha Hoàng Anh Cao. Chị nào đặt dầu gọi tiền vui lòng comment giùm em là dầu gọi tiền của sư. Và em dám cam đoan với mấy chị một điều: mấy chị sẽ không bao giờ thoát khổ nếu như mấy chị không biết em. Đường đời mấy chị có biết mỗi sáng em ngủ dậy nha, là tầm giấc khoảng 9 giờ sáng thôi, cho tới 10 giờ là bắt đầu khách ngồi nghẹt nhà em luôn. Người ta tới đây ai cũng là từ nghèo cũng có, người giàu cũng có, người khổ cũng có. Người ta tới, ví dụ như người giàu thì người ta muốn em giúp cho người ta để người ta làm ăn tốt hơn, cái người nghèo thì cứu cho người ta thoát khổ. Và em nói luôn, không có phải là em chảnh hay là không có, như là không có khách mà đi kiếm khách. Những chị nào từng biết em là cũng biết được cái lượng tương tác trên cái Facebook em nó như thế nào. Em like cái gì lên là hết sạch sẽ, cái đó không còn. Thì bây giờ dầu gọi tiền của sư này, bây giờ mấy chị ơi xin lỗi trước nha, em chỉ nhận đúng 20 người khách thôi, chứ bây giờ là em không có còn. Nói nhiều khi mấy chị tưởng là con này nó chảnh, ví dụ như bán có tiền mà sao nó không bán. Nhưng mà chị có hiểu cái cảm giác mà không còn hiền, đứt hiền. Dầu gọi tiền của sư này chị, mấy chị em cho người thỉnh tối đa 2 chai vậy. Cái dầu gọi tiền của sư này bữa chú kia xài mà chú đệ nhớ không Túng, ngon ghê luôn. Nói chung là hơn. Không em, cái dầu gọi tiền của sư này nè đã có 3 màu nhưng mà như nhau hết. Khi nhận hàng bên chị sẽ hướng dẫn. Đánh bài phải là sắp đỏ đen. Giờ cũng đếm cho cái đúng 40 giây rồi. Rồi sao chị ra cho người ta? 40 lấy 2 chai đó ra rồi. Là không còn hiền luôn. Dầu này không phải dầu đòi tiền mà là dầu gọi tiền nha mấy chị. Dầu gọi tiền của sư. Chị nào thỉnh thì comment mai nhân viên em gọi chốt. $99 một chai, phí ship là 50. Anh giúp được mà Ngọc Linh. Chết mẹ ơi. Giờ người ta bắt đầu comment dù dầu gọi tiền quá trời rồi sao? Hết rồi. Thôi không nhận nữa nha mấy chị, hết hàng rồi. Hết chưa Tú? Dầu gọi tiền quá xuống rồi. Nãy mới ném cho chị đó. Bây giờ sao? Tặng nhầm đúng số. Mua một chai rồi không có tặng nhầm đúng số. Mua hai chai được tặng. Hết rồi mấy chị ơi. Chết mẹ, người ta comment dầu có tiền quá trời không hả mẹ đâu.
kiếm chắc lại Tú ơi, cái gì còn á, gì còn nhiều nhiều không? Có gì mà còn mấy trăm cái không? Không, làm gì tới mấy trăm cái. Trời ơi. Qua là lai vô tình cảnh hả? Qua hàng 50 cái rồi mai đi. Giờ lai vô tình cảm nha. Cái màu ly nè. Cái này cứng là mày. Cái gì vậy? Cái còn như hả? Sắp hồ ly hả? 27 hả? Chồng không nghe lời sử dụng cái này. Chào quá. Chị nào mà chồng không nghe lời hỉnh cho em cái này. Cái này là sáp hồ ly. Nhưng mà cái này mấy chị nhớ giùm em là phép mạnh nha. Khi mấy chị đem về mấy chị ấn vậy nè, rồi bắt đầu mấy chị sử dụng. Dầu gọi tiền của sư hơn lắm nha mấy chị. Hôm qua em tỉnh về, hôm nay em bán hàng một buổi mấy chục con gà. Trời ơi. Em ở đâu á? Nguyễn Kiều Loan. Dầu gọi tiền của chị hơn lắm. Không mà công nhận dầu gọi tiền của sư hơn thì. Cái này là sáp hồ ly, cái này là sáp nói chồng nghe người thương nè. Nhưng mà rất là mạnh. Cái này là 265.000. Chị nào lấy sáp hồ ly, mấy chị comment giùm em. 265.000 một sáp. Chim bẹt Salika nhắc cái đó chị mới bực á. Cái gì đâu mà hôm bữa người ta thịnh quá trời chị không có. Rồi chiều này tốt, chim bẹt Salika trong giỏ nãy con Khanh nó tìm được 10 cái đó rồi tốt. Thấy cho người ta. Lâm Đồng là đẹp không? Lâm Đồng. Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng. Salika hả chị? Nói luôn không? Nói rồi, không còn nhiều đâu. Cái này nói chuyện cho người yêu nghe nè. Buồn ly. Ăn bánh chén. Cái này rất mặn. Cái này nè. Cầm cái nghe mùi tiền ghê luôn á. Tại vì cái này gọi tiền rất là mạnh nha. Cái này là Salika 350. Tú coi trong app còn bao nhiêu Salika 350 đúng không? Không gặp mặt nó vẫn nghe. Cái Salika này nè. Hôm bữa là tưởng hết. Cuối cùng giờ sóc coi thì được mùi không? Chị nào lấy Salika comment giùm em. Phép Salika này là của vua bướm. Nhưng mà dám cam đoan với mấy chị một điều rất là thơm. Hơn lắm. Cái này là 350 một phép. Cái này là Salika. Sáp hồ ly á thì là 265. Nhận hàng là sẽ có hướng dẫn. Chị nào Lưu Phạm chặn luôn nè. Nhảm. Chồng chơi giờ cây kim chích nó đi. Hồi trưa là mất cây kim. Chúc chồng làm chơi. Ông Thuần Tài Lộc còn kêu lại. Cái này là Salika 350. Chị nào làm hoài không có dư. Chị nào muốn trúng số mà không trúng. Chị nào chưa có nhà. Những ai mà đang cầu về cơ trúng số mạnh đó, mấy chị lấy cái này cho em. Cái này là phép Salika cầu trúng số nha. 350.000 một phép. Đây là phép mạnh của vua bướm bên chùa vàng. Chùa xa chùa vàng lắm. Có nha em, muối tiêu chanh là dầu sư á. Sáp hồ ly không có nhiều. 265.000 một hộp. Chị nào đặt sáp hồ ly phải có số điện thoại nha. Sáp hồ ly mấy chị sử dụng, người yêu nghe lời, chồng nghe lời và rất là may mắn trong cung đường tình cảm. Em làm bất động sản thì em thỉnh cho chị sắp nói chuyện 700 nha Tú Tú. Bạn em bị ế lâu năm, trợ cho chị là sáp hồ ly với lại combo hồ ly. Em thỉnh, em cũng ế lâu năm. Hả? Em cũng ế lâu năm.
Salika này bây giờ chỉ còn có 10 phép thôi. Salika còn đúng 10 phép không? Đúng rồi. Cái này chỉ có 10 phép thôi. Nhưng mà mai có khách của em hẹn qua á. Có nữa hả? Vậy là còn 9 phép rồi mấy chị. Cái Salika này còn 9 phép. Ngày mai nhân viên chị sẽ gọi chốt nha Nam, 5 phút. Không gặp mặt nói chuyện vẫn nghe. Thúy Đỗ, cảm thấy tin thì mình thỉnh, còn không tin thì em biến mẹ em ra khỏi livestream. Chứ em đừng có vô đây comment lẩm nhảm là tin thì không, linh thì không chị. Rồi còn 8 phép Salika nha. Kim Trang Nguyễn rồi chị Hương Thái. Này tốt. Phép bên em xài đâu có thời hạn đâu mấy chị. Ủa sao sạc điện thoại canh mà giờ nó kêu nếu là sao? Alo. Chết mày, anh Phúc làm tắt này hay gì rồi? Sao chị nhắn tin đi nha. Có điện không? Đúng rồi chị nhắn mấy... tin đi, tối là em không có nghe cuộc gọi đâu. Trời tắt rồi Phúc ơi, chết mẹ. Rồi. Rồi, sao vậy? Đá ổ điện ra ai biết đâu. Ê sao nhìn em không biết đâu à. Mặt lùn mày đá chứ ai. Đá gì người ta ngồi im nãy giờ. Nói chung á em nói với chị nè. Em thì em đang sử dụng cái combo đá khách 700 ngàn. Nhưng mà tại vì do em không có hàng, em không có dám cầm cái đó lên trên live luôn. Tại vì giờ em hỏi mấy chị, cầm lên rồi làm. Em combo Salika chốt bên kia rồi. Ồ ok, nếu mà ai chốt cho em rồi thì là được. Còn nếu chưa chốt thì chị không hứa. Tại vì do là em không có hàng. Rồi bây giờ nói với mấy chị sao, giờ nói với mấy chị không tin, nhiều khi mấy chị tưởng em xạo. Chứ bây giờ thật sự là không có hàng luôn. Cái combo Salika đó thì giá của nó là, cho em cái dầu bướm Salika chồng. Combo Salika thì giá của nó là 600 ngàn nhưng mà không có hàng luôn. Mimi Trần, mày khùng á. Đi đi. Mày khùng. Tự nhiên nó kêu chị đẹp mà bị khùng. Đợi chị Hương xíu đi. Tối đi. Sao mấy người này điện ngoài nghe chưa? Alo. Alo. Sao á anh? Đúng rồi anh có gì anh nhắn tin qua cho em đi nha. Dạ bây giờ là ngoài giờ làm gì rồi, không có nghe cuộc gọi. Cái combo Salika này thì giá là 600 ngàn. Nhưng cực kỳ hơn, em nói mấy chị nhìn nè. Ở bên trong cái dầu bướm này nè, là nó có luôn cả một cái tacoot, mấy chị thấy không? Nè, nó có cả một cái tacoot luôn. Và cực kỳ hơn luôn. Thì cái combo Salika này là của vua bướm làm ra. Nhưng mà số lượng thì lại không có nhiều. Chị nào đặt đó là phải có số điện thoại nha. Đây. Khi mấy chị thỉnh thì mấy chị phải để giùm em đầy đủ thông tin. Cái combo Salika này nè, giá là 600 nghìn. Nhưng mà em dám cam đoan với mấy chị luôn, khi mấy chị thỉnh về, may mắn cực kỳ. Em không có dám like là tại vì em không có nhiều. Còn combo đắt khách là 700. Nhưng mà em chỉ có 10 combo, nãy giờ cũng 3-4 chị thỉnh rồi. Còn chị nào đang bị ế quá, cần lắm thì nói em giúp cho combo đắt khách 700 nghìn. Mà không có nhiều. Nhận 10 người thôi. Rồi còn cái combo Salika này là 600 nè. Có tin nhắn nữa không? Salika này là coi như hết hàng luôn á. Mi fan em mở hàng uống mày muốn đông á. Em biết em thỉnh gì không? Thỉnh combo đó khách 700 nghìn. Cho chị combo thần Haru đi. Nếu như muốn nói chuyện riêng để hỏi chị có việc, chị có tiếp không? Vậy thì em nhắn tin qua số điện thoại của chị Hương đi. 0933 37 38 31. Và nhớ giùm là nhắn tin chứ không gọi nha. Có vấn đề gì mà cần trực tiếp chị tư vấn á, thì nhắn tin cho chị qua số điện thoại 0933 37. Cái này có về không nhỉ? Cái này trong áp là bao nhiêu vậy? 0933 37 38 31. Giá là cái gì vậy? Đầu tiên
0933 37 31. Đừng có gọi, nhắn tin thôi chứ đừng có gọi, tại vì do chị bận lắm không có rảnh để mà nghe điện thoại đâu. Cái gì vậy trời? Ai vậy? Đúng rồi nha Thu Hiền, ai mà gọi là chặn số luôn á. Chị nào muốn chồng nghe thì mấy chị thỉnh cho em sáp hồ ly và cơm bồn hồ ly. Chồng mấy chị cực kỳ mê mà cực kỳ tin tưởng nghe lời luôn. Cái sáp hồ ly này nè thì giá của thơm lắm mấy chị. Khi cái này là khi mình mấy chị xài, mấy chị ấn xuống nha. Ấn cái sáp xuống. Ấn xuống nè để cho nó đẩy cái sáp lên. Cái sáp này mình sẽ dùng có thể thôi để nói chuyện cho chồng nghe thôi, ăn phía sau cổ. Cái này là khi nào mấy chị làm thì mấy chị ấn cái lực, ấn cái phép này xuống nha. Tại vì cái hộp này em xài nên em ấn luôn. Em ấn sẵn luôn. Nói chuyện chồng rất là nghe. Combo Salica 600 nhưng mà chị Hương có không có nhiều. Thu Hiền ơi. Em ơi, em kết bạn qua like của chị đi. Bạn Tiến Tạo. Em vô trong Facebook của chị á, em coi trên dòng thời gian của chị á là có một cái hình mà chị tải lên cái ID like của chị á, thì em kết bạn với like đi. Rồi chị tư vấn trực tiếp cho, hoặc là em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0933 37 38 31 là số của chị. Những hồ ly là 120. Thảo Quỳnh ok, chị Hương đang xem tin nhắn. Em kết bạn với like chị đi. Những ai muốn thỉnh sáp hồ ly để cho chồng nghe lời, cho cái cơ lực của mấy chị làm ăn được thuận lợi, thì mấy chị để số điện thoại giùm em nha. Sáp hồ ly này giá là 265.000. Nguyễn thôi. Đổi đời, em vừa nhắn tin cho chị đó chị ơi. Ok. Ok Thảo ơi. Em thỉnh, nếu mà đông khách nhất á là em thỉnh cho chị combo đắt khách. Nhẫn kim tiền là 99. Nói chung á mấy chị nào muốn thỉnh combo nhẫn giống như em đang đeo thì giá là 289.000. Nhưng mà em có không có nhiều. Nhẫn kim tiền này mà khi mấy nhẫn, cái combo nhẫn bộ ba nhẫn này nè, cái combo bộ ba nhẫn này nè, khi mấy chị cầm vô là em chỉ biết nói một điều là mấy chị cầm tiền, chỉ biết cầm tiền không thôi. Nè mấy chị tin không? Em thỉnh combo, em đeo combo nhẫn là hồi sáng giờ em làm như vậy tiền. Mua bao nhiêu món phí ship cũng 50 hết. Nhưng mà combo nhẫn em lại có không có nhiều, cho nên em ưu tiên cho những chị nào đặt trên livestream này. Ngày mai nhân viên gọi chốt nha. Combo nhẫn giá là 298.000. Nhẫn có dây màu đỏ là nhẫn thì hu. Nhưng mà nếu thỉnh nó mình thỉnh luôn cả ba, rồi mình đeo mình thay đổi, mình đeo một lượt 3 chiếc vẫn được, miễn là tiền nó về nhiều thôi. Chị muốn thỉnh đồ của em, chị muốn hỏi em trực tiếp, đặt hàng trên livestream đi chị ơi, cần hỏi gì nhắn qua Facebook. Đây mấy chị thấy không? Cái combo nhẫn này chị nào đeo mà không hên là em trả tiền, hên lắm. Chết mẹ, ta lấy combo Salica. Nhẫn kim tiền 99. Con liệu có trả lời không? Có, hiểu. Ủa nãy chị bay trong đường đó. 700. Đỏ đen thì là 1.500.000. Bù vợ chồng với Tú. Combo nhẫn là 289.000. Tháo dây này ra chị. Trúng số là combo 698. Lấy mà tao sẵn. Ủa trời. Có sẵn không không? Nhắn cho ngôi Facebook chị đi. Combo hồ ly giá là 200. Con bộ trúng số bây giờ có không có nhiều.
combo trúng số giùm em đưa lên nha. Chị nào nhanh tay chụp nha. 10 combo thôi. 698.000 một cái combo trúng số sẽ được tặng cái dòng trúng số đẩy cho cái lượt trúng nhiều hơn. Đây, chị nào lấy combo trúng số. Rồi ok, mai ghé lấy Jenny Hồ. Chị nào lấy combo trúng số comment giùm em nha. Em tặng cho chị một dòng, đây là combo trúng số giá 698.000. Và combo này là giúp, không có giúp mấy chị trúng nhỏ mà giúp cho mấy chị trúng tiền trăm triệu hoặc là tiền tỷ. Nói chung là trúng độc đắc đó nha. Tuy bé về là ai mà ai hỏi cũng vô comment. Dòng vàng thái của cô Hương là hơn 100 triệu. Nhẫn kim tiền công dụng giữ tiền hút lọc em. Nè có bộ nhẫn chị đang đeo trên tay nè. Nhẫn tình cái gì luôn. Bây giờ đâu còn nhiều đâu mà người ta đặt ta. Không có gì thông cảm nhưng đi giờ combo trúng số. Combo hồ ly nói chuyện cho chồng nghe lời giá là 465.000. Sáp hồ ly thì 265. Muốn mạnh hơn nữa thì chờ thêm cái combo hồ ly. Combo trúng số đó, trúng số là 698. Nè, em like cái này đi, cái này hiếm nè. Dây chuyền thổi vàng đi. Dây chuyền thổi vàng còn không? Chị nào cần cơ lọc, cần tài lọc lấy dây chuyền thổi vàng giùm em nha. Giá là 149.000 nhưng mà cực kỳ hơn luôn. Đây. Đó nè. Chị nào lấy dây chuyền thỏi vàng comment giùm em. Dây này rất là hên nhưng mà tại vì mấy chị biết sao không, số lượng thì không có được nhiều. 149.000 một dây nha. Combo trúng số, lấy combo 698 nó mạnh. Combo Salika thì nó lại không có trúng số độc đắc, nó chỉ kéo tiền về nhiều thôi. Combo trúng số trúng lớn là 698. Ngày nào cũng live khuya mà. Dây chuyền thỏi vàng em còn không có nhiều. Thì chị nào đang khổ quá mình không có tiền nhiều mà có thể thịnh cái dây này. Tại vì cái dây này nè nó chỉ có 150 nhưng mà rất là hên. Tại vì khi mấy chị đeo cái dây này nè, bao nhiêu cái vận may nó đều hút vào cái viên vàng, giúp cho mấy chị rất là lọc nha. Cái dây chuyền thỏi vàng này giá là 150 và em chỉ có được 10 dây thôi. Thì khi mấy chị đeo nó tự nhiên sẽ hút cho mấy chị tiền tài lọc lá, giúp cho mấy chị may mắn. Chị nào thỉnh combo trúng số 698 nhớ nhắn tin qua nha, chứ không thôi là em không có hẹn. Không bị đen nha Visu. Dây chuyền thổi vàng áp còn nhiều tôi. Đâu còn nhiều đâu hả? Hết rồi chị sao to like. Còn nhiều. Tại vì cái này còn hơn này cho mấy người ta khu khổ người ta thỉnh. Nãy như đêm đếm mình có 23 sợi chứ nhiều. Chết mẹ rồi. 23 sợi mình hết rồi. Còn được 23 sợi hả? 23 dây. Dây chuyền hồ ly còn luôn. Dây chuyền hồ ly trong gỗ cái tôi lấy chị tôi. Dây chuyền hồ ly là 109. Dây chuyền ông người đen. Ông rùa vàng là giá 500. Dây chuyền thổi vàng nữa mấy chị. Còn cái này dây chuyền hồ ly rất là đẹp, 190.
sao nhìn em ngủ rồi dữ vậy trời. Buồn ngủ gì. Ok, ngày mai nhân viên chị gọi. Tại vì dây chuyền thốt vàng còn cũng có nhiều. Bây giờ sao? Mày kêu tao like chi vậy trời? Dây thổi vàng, bây giờ mấy chị thông cảm giùm em đi. Còn 23 giây rồi. 150 một giây. Nè. Đúng rồi nha. Dây chuyền thổi vàng là 150 nè. Dây chuyền thổi vàng thì giúp cho tài lộc, giúp cho mình may mắn, giúp cho mình nói chung là làm gì cũng được hơn, làm gì cũng thuận lợi, không bị điên. Dây chuyền thổi vàng thì giá là 150 một giây. Ê, vậy em đặt hàng bên bé Lam thì ủa con Lam mà chưa sao nó khóc mà ý là bị sao em biết được nó cái đó ngọt cái chị chết. Không phải mấy con mấy đứa kia nói là nó tuổi thân. Tuổi thân hiểu không? Tuổi thân là ý là mấy đứa kia có tiền tích nó không có. Trời như phải đó. Không chưa phải lo lắng hết mà. Dạ. Tại ngọt cái chị á. Không lúc nó ngọt cái chị là mấy tiếng đồng hồ nó bị lúc mà chị la. Tại la dụ mà là... con lo rồi sao con khai khẩu con làm là nó mới khóc. Tại kiểu như nó làm sai này nọ nè, chị nhắc á, nhắc nhiều á. Kỳ cục gì? Thì kiểu nó đụng đâu cũng sai đó, kiểu nó quán á, khóc. Mà sao nó mất ướt quá vậy? Kiểu nó còn nhỏ á. Chửi như em mà chửi với em quen rồi. Giờ để chị kích nó ra khỏi nhóm. Thì chị là trưởng nhóm nè. Mệt ghê. Hoài luôn á, trưởng nhóm. Chị là trưởng nhóm nè. Trưởng nhóm hoài. Lớp trưởng. Cô giáo. Cô giáo già. Bây giờ nè, không có hàng nè. Bây giờ sao vậy kha? Lo ở gì nè quên. Mỹ dịch mày tự nhiên tao quên luôn mày thân. Đặt bên làm được nha. Vụ tình cảm bây giờ không có để like mấy chị ơi. Người ta kêu like vụ gia chồng nè. Gọi luôn. Đi xong rồi. Pin anh này là bị gì vậy ta? Cái dầu nói chưa biết không? Phải. Con không kiếm giảm gì đâu này. Người ta nói tao đâu đặt gì đâu mà chịu mấy. À nhắn tin qua số điện thoại 0933 37 3811 đó. À số chị ok cũng được. Kiểm tra số điện thoại của khách đó. Đơn gì mà chịu mấy. Chị nào mà cần về vấn đề tình cảm mà cho cả hai vợ chồng đều làm ăn được, em chia sẻ nha chứ em không còn không muốn like luôn. Thì mấy chị thỉnh cho em cái bùa vợ chồng. Cái này nè em nói nha. Ví dụ như chị nào đang có người yêu, chị nào có chồng mà hai vợ chồng làm hoài không có dư, là mấy chị thỉnh cho em cái này. Cái này thì gọi là bùa vợ chồng. Giá của bùa vợ chồng đó là giá của nãy tôi để 3 cái đâu rồi. Giá của bùa vợ chồng là 300.000. Nhưng mà khi mấy chị thỉnh về, em dám nói một điều là cả vợ lẫn chồng đều làm ăn rất là được. Và trong cái đường cơ khi mấy chị thỉnh được bùa vợ chồng về, tự nhiên hai vợ chồng làm ăn rất là lên. Ba ông cá là kéo tiền, lùa tiền về. Phép nói cho người ta nghe là 700.000 nha Thảo Thảo.
buôn phép nói chuyện. Trong đây có hai đơn, 9 với ngày 10, ngày 9 với ngày 10. Đơn nhiêu? Ngày 10 là 350, ngày 9 là 400. Mà lớn này lâu rồi mà, đâu có phải. Vậy con nhắn lên cho nó đi. Con có lộn không mà chị đâu có giao gì cho con. Giảm được nha Bảo Hen. Em Thịnh, em mua thuốc giảm cân đi. Hoa tắm dây hẹn là 150. Cho nên chị nào mà thỉnh được cái này nè, là em với chồng em đang xài cái này nè. Tại vì khi mà xài cái này nha, người vợ mà có cái này là người chồng rất là nghe lời. Còn người chồng mà có cái này thì là người vợ rất là nghe lời. Đây là một cái cặp gỗ nè, mấy chị thấy không? Được ngâm dầu phép. Và dầu này gọi là dầu may mắn, dầu gọi tiền, dầu tình cảm. Cái này là sư làm ra và ngâm. Một cái bùa vợ chồng như vậy là giá là 300 ngàn. Mà từ ngày mà em thỉnh cái này về là em nói với chị chồng em rất là nghe. Một mình em là khoảng 50-60 cái phép á. Cho nên chị nào mà có nhiều phép bên em rồi, bây giờ vẫn có thể lấy thêm. Cái phép này cũng có vấn đề gì hết. Người yêu mà ví dụ mình chửi nhau hoài, mình làm ăn không được. Sao cho nhau hàng tiết kiệm có đơn 1 triệu mấy? Có. Có. Đơn gì vậy? Lên lộn đơn rồi. Rồi lên lộn rồi. Sao vậy? Tại vì bên bán hàng là không có đơn nào hết á. Con chụp cái đơn cho hàng tiết kiệm, con chụp hai đơn bán hàng con gửi vô nhóm. Nhóm mình đó hả? Ừ, rồi con tan chữ thiện vô. Đúng rồi, 0908313837 là số nhân viên bên chị. Con một cái khách 700 triệu không có. Không có muốn like. Vậy là sao? Bị lộn cái gì vậy? Lên đơn. Nó hay nhảy khách á. Bấm lộn. Rồi bây giờ sao? Nghĩ chắc là nghĩ để em nói với khách rồi đó. Em ơi em đừng có nhận hàng nha. Chắc là bên chị lên lộn á. Có gì ngày mai chị kiểm tra đơn rồi chị nhắn tin cho em nha cưng. Mà nhảy khách là sao không hiểu, sao mới nghĩ lên đơn kỳ. Nghĩa là chị bấm, nghĩa là những khách mà người ta đầu, những cái đầu số điện thoại. Mày vô mày ẩm chiếc người ta, nó dậy giống, lắc giọng giống vậy. Nghe tí. Con tôi nuôi tôi biết. Con em. Không em, bùi vợ chồng là một thầy đã sơn. Nói chung là hơn lắm, nhưng mà chị không cũng có hàng. Chị có 10 cái thôi. Giá là 300 nghìn một phép. Nhưng mà chị nào mà đã thỉnh cái này về rồi, hai vợ chồng làm ăn rất là được nha. 300 nghìn một phép. Chị nào muốn thỉnh cái này là phải có số điện thoại. Ngâm dầu phép, dầu tình, dầu gọi tiền. Nó dậy rồi mà. Ngủ hả? Rồi đưa bình bú chưa? Ở đâu kìa? Là sao? Em vô thấy nó cầm bình bú nó ngủ rồi. Nó vừa đứng vừa ngủ. Sao mà họ nó tìm được ta? Mà bình bú đó chắc nó ngậm sẵn cái gì. Nó đang bú trong tình. Nhắm tịt mắt. Là nhắm mắt ngủ không? Nó nằm ngủ tưng. Ông hút đi đâu rồi? Chắc nó hút rồi. Kéo màn ra thử coi thấy không? Mở cửa cái giờ mới vô. Kẹ. Bùi vợ chồng thỉnh về thì để trong kiếm hút rác. Con chip nó lắc tay trong nó kiếm bình sữa. Không, bùi vợ chồng em chỉ có 10 cái thôi, không biết chị thỉnh cái khác đi. Trời ơi trời, gì cũng hết nó tao nản ghê. Bùi vợ chồng chỉ có 10 cái thôi mấy chị. Giờ hôm nay tắt qua bay làm thêm tiếng thôi chứ. Cưng ghê vô nằm hết rồi, nằm phải cuộn như con tôm vậy đó rồi. Ngủ với nó dễ thương. Nói ngủ nó dễ thương. Thùng tiền nào, thùng tiền 550 không? Bữa nay em vui lắm, ngày em cũng xin lạc nhân hỏi chị, nhưng bữa nay mới được chị trả lời. Hoàng Anh cao tại vì do comment nhiều chị Hương không có thấy á. Comment nhiều chị Hương không có thấy. Bán hàng ế mà em thỉnh được cái combo bán đắt 700 là em bán sập sàn. Nhưng mà tại chị không có nhiều. Tại vì cái combo kéo khách 700 á mà em hiểu không? Chị mà like lên một cái là chắc chắn là không còn hàng để like. Cho nên chị đâu dám like, mấy chị thấy bây giờ nhiều người kim lấy combo đó khách 700 đâu dám like đâu. Tại đâu có hàng đâu like. Cái này là lên nhầm đơn. Lên nhầm gì là đơn đó của ai? Cái kiểu này giống như là bấm cái số điện thoại xong đó. Mà bây giờ sao giờ không biết cái đơn đó của ai luôn.
thấy còn đi mà không? Tự nhiên khách không thỉnh mà ra đơn chịu mấy. Này là lên đơn lộn. Vì giờ có biết được cái đơn chịu mấy nó qua không? Không biết được, lên lộn rồi. Bây giờ đó là phải cho cái cục hàng nó đem về bên mình cái đã. Cái cục hàng mà khách đó đem cái cục đó về mới biết. Inbox đi chị Nguyễn Bích Dương ơi. Lên trên livestream comment nghiệp vậy sao mà có lọc nổi. Bùi giờ trong em có 10 cái à. Mi Hoàng léo hơn inbox cho. Chứ vậy em không vậy. Tại vì chip nó đang bệnh cho nên chị chưa có đi Thái. Tóc thật nó nhiều dữ vậy trời. Uống cái đầu một tóc nó mọc quá trời. Uống như một con đi khùng. Tóc chị uống đẹp. Mà tóc uống cũng được. Này tóc yếu quá. Mình nhựa uống đâu nè. Uống giả luôn vậy thôi. Nó mới giận. Chết mẹ, người ta đang lấy không mùa lắm khách. Đúng rồi, cái mùa này là mùa nít dễ bệnh. Em còn bùa vợ chồng khi mà em nhận được chị Hương sẽ hướng dẫn nha. À, kem chỉ nám hả? Kem nó hay ha. Rồi quên nữa, người ta hỏi cách sử dụng, lấy cái bộ kem nám đó chị tốt. Bộ nám mày lắm. Biết ở đâu không bà? Đưa son trong gửi chị Lai luôn. Rồi bộ nám biết không? Chi vậy Diễm Hồn? Tóc cái gì mà quá trời tóc. Cái này là son 150 nè mấy chị. Son này là son phép nha. Chị nào thỉnh để số điện thoại giùm em. Son phép là còn bao nhiêu bộ? Cái này là 150, son 150 coi thử. Son này là do thầy vẽ nha. Một bộ như vậy nè là 6 cây. Em để số điện thoại là đi chăm trần. Một bộ như vậy nè là giá là 6 cây. Giá là 150. Phí ship 50. Và mấy chị dùng son này nè, khi mình có chồng mình dùng son này mình nói chuyện chồng mình rất là nghe lời. Hoặc là mấy chị nói chung là mình buôn bán online, mấy chị cần có cái lời nói thì mấy chị dùng cái son này vô, tự nhiên cái lực kéo về rất là hên, rất là may mắn. Nhưng mà tại vì em có không có nhiều thì chị nào lấy son 150.000 mấy chị comment son 150.000 giùm em nha. Chết mẹ hết luôn rồi hả? Son 150.000 còn có 13 set thôi. Thôi không lại nữa đâu. Cái bộ chị nám này nè, cho để số điện thoại đây đi chị. Cái bộ chị nám này nè mấy chị, mà thường thường mấy chị thấy có nhiều chỗ nó bán mà có hai cái bịch mà kem sức á thì là hàng giả, hàng thiệt là sẽ không có nha. Thì cái này nè mấy chị, cái cục này nè mấy chị có thể là em comment số điện thoại đi Diễm Hương Thị Nguyễn, chị có mà. Em muốn mua dầu gọi gì phấn rắn chị đang có, đâu cần chị đi Thái đâu. Chị đang có ở Việt Nam sẵn mà cần chi đi Thái. Mấy chị nào mua bộ nám thì cái cục sáp cam có thể rửa mặt, hoặc là mấy chị có thể để tắm. Còn cái dài là bao ngày, tròn là đêm. Nhớ giùm em nha. Cái bộ này chị nám rất là hay, 75.000 một bộ nhưng mà cực kỳ hay luôn. Trăm trần lấy combo đã cấp 700. Bấm số gì đi Tốt 0905 rồi chưa? 378 529 cơ bộ đó khách 700. Lấy cho chị 1 bộ đi là còn 6 bộ. Mười, ủa 9 bộ chứ. Rồi chốt luôn đi. Xin thông tin của chị đi. Ưu tiên cho ta, nếu ta comment quá trời. Chị đã tắt máy rồi. Nhắn tin đi chị ơi, em gọi chỗ cùng một khách đi chứ. Chỗ tóc em kìa nhiều mấy rồi. Anh ơi, nó tóc kia nó ngủ dẫm ra cho em nha anh. Anh ơi. Ủa Phúc chổng hay ngoài vậy? Chổng rồi, anh không chổng rồi. Chíp ơi. Nó tóc kia nó
Chiếc mũi luôn. Thức rồi. Ổng ra đi. Thức rồi. Ờ thức rồi chỗ ra chơi. Thức rồi chỗ ra chơi. Mai với chị á. Người ta nhớ nó, người ta muốn gặp nó quá trời. Đi. Ừ. Tao chọi bộ nám vô hồng đi. Thảo Quỳnh, cho số điện thoại đi, chị kêu nó gọi liền cho. Để ngày mai quý có còn, tại chị có 10 bộ mà. Thảo Quỳnh cho số điện thoại đi, chị kêu bé Tú gọi liền. Cứ nhắn qua số điện thoại đó, có một đứa khách chưa? Rồi. Thảo Quỳnh cho số điện thoại đi, chị kêu bé Tú gọi liền cho. Không thôi nhắn tin. Combo hồ ly là hai món, sáp hồ ly với lại combo hồ ly. Giá là chiếc à. Giá là 465. Phan Liên kìa, chết mẹ nè, điện cho Thảo Quỳnh đi chốt cơ một đó khách nè. 0939 661030 chốt đi là còn 9 bộ. 661030. Còn 3 bộ. Combo đó khách là 700.000. Alo. Chị lấy combo đó khách để xem hả? Chốt luôn đi, thôi ngày mai là không còn đâu. Rồi, gửi thì chị qua số điện thoại này đi, em có tiền cho nó. Nó là có 10 cái là phải cho chị là hết. Chị lấy combo 700 á, Thảo Quỳnh là lấy combo 700. Có 10 cái combo à, bây giờ mà đem lên trên live lắm chị không có đủ bán. Chị nó mới nhắn nè. Chị nào? À, chị nó đang nhắn tin cho em. Là chị nào nữa? À, hai chị á. Chị Thảo, bà mới gọi là chị đó có nhắn tin rồi. À. Còn cái chị nãy gọi mất máy có nhắn tin chưa? Cưng nhắn chị không? Ừ. Chị trả lời chưa? Chưa. Cái bát cơm em chứ rồi bà đi ngủ. Chíp ơi, chíp à. Chíp ơi, chíp à. Phúc ơi, Phúc à. Không ăn chị luôn đó thiệt. Chíp ơi, chíp à. Vừa nãy chị gọi cho em mà sao không thấy trả lời. Chị có gọi cho em đâu. Chị đặt cái gì vậy? Chị chăm chần. Ủa chăm chần nãy mới gọi chị đó. Chị vậy? Chăm chần là cái chị thỉnh combo 700 á. Hỏi chị đã thấy tin nhắn em nhắn không? Ủa nãy Cương nhắn tin là Thảo Quỳnh là khác nữa. Thảo Quỳnh nhắn rồi, còn chăm chần là cái chị đầu tiên. Thảo Quỳnh là combo đó khách 700 luôn. Đúng rồi. Rồi chăm chần. Chăm chần cũng combo đó khách 700. Vậy là lại là còn 8 combo á. Kêu chị chăm chần trả lời tin nhắn em đi. Chị chăm chần trả lời tin nhắn đi. Con Tú nó đang lấy điện thoại em nhắn tin với chị. Thanh Trúc nữa hả? Em chỉ có 10 người thôi. Bây giờ chị nào thỉnh combo đắt khách 700 bỏ số điện thoại lại cho em. Em chốt. Tại vì có đúng 10 người, 10 combo rồi chứ không. Bây giờ combo đắt khách 700 mà có 10 combo rồi mấy chị ơi. Chị nào lấy combo đắt khách 700 là nhắn tin cho em qua số điện thoại 0933 37 38 31 là em chốt cho mấy chị liền. Nhưng mà chỉ chốt combo đắt khách thôi nha. Còn mấy cái phép kia thì mai nhân viên gọi like sẽ gọi. Chị nào lấy combo đắt khách 700 nhắn tin qua số điện thoại. Em đọc lại lần nữa nha. 0933. Nhận đúng 10 người thôi nha. Tốt thì chị không có đủ nè. 37 38 31. Mình mong cất nhà là mình thỉnh cho em là combo cá với combo nhẫn. Ai lấy combo đắt khách nhắn tin qua số điện thoại 0933 37 38 31 nhắn tin họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại để bên em send và ship nha. Combo đắt khách 700 phí ship là 50 là 750. Chị nào đặt combo đắt khách 700 nhắn tin cho em qua số điện thoại 0933 37 38 31. Em chỉ nhận đúng 10 người, bao nhiêu người nhắn thôi. Tung cần đếm không, combo đắt khách bao nhiêu người nhận đúng mọi 10 người, 10 combo đắt khách 700 thôi nha bà nội. Okay. Chị nào nhắn mà được trả lời là được chốt, còn chị nào nhắn không được trả lời là không được chốt nha. Chị nào nhắn được trả lời thì được chốt, không biết cái gì hả. Cửa áo đây bấm cho. Nãy giờ phải chốt, phải để ý. Mày đang chốt gì vậy? Ý là nãy giờ chị like em lo chốt. Rồi giờ này sao? Đó, cái đó là combo 700 đó.
đang bấm combo nhẫn, chị đó thỉnh combo nhẫn chứ combo bé chăng. Vậy tao bấm lại nha. Đợi em xíu với chị. Không có nhiều. Nãy giờ chắc em 4 năm 10 nhắn em rồi đó. 3 người. Còn lại cưng chỉ nhận ít thôi, cưng nhận nhiều là không có cho người ta chửi cưng đáng chịu nha, chị cũng biết đâu á. Chứ giờ đâu có đâu xíu. Nghe có một đó khách là nhớ nha, tự nhớ nha. Ok là xong mo có tác dụng là chợ về chết mẹ mà nhận đúng 10 người có một đất khách thôi nha. Okay. Có nha, Thúy Lam em đặt bên bé Lam, mai bé Lam vô chốt yên tâm đi. Tài lộc mà sơn ngày tháng năm sinh thì em có tài có lộc nhiều thôi chứ ảnh hưởng gì. Này em gửi vô group nha. Cái gì nữa? Chụp cái đó gửi vô group combo 700. Combo 700 là thì ngu quá tôi. Dòng xanh. Không có đâu, tụi nó biết hết mà, chưa dặn rồi, có mình mày không biết rồi. Mấy đứa là ừ, ai cũng biết á. Combo đó khách mà 900 cũng được, 21 cũng được mà, tùy mình thôi. Combo đó khách 700 là có ít lắm, chị nào lấy thì nhắn tin mua số điện thoại đi. Alo, cái gì vậy? Thuốc ngân ngực còn. Mày phải làm chốt chưa? Combo tài lộc là 500.000. Chiếc tiếu hả? Son 150 nhưng mà không có hàng. Chiếc ơi chiếc à. Son 150. Dạ. Yeah. Cho nó sao vậy? Son 150 nè. Thuốc nó ngọt liệu trình 120. Son 150 nha, 6 cây. Chị nào lấy son comment giùm em son. Được nha em Thanh Trúc. Bùi vợ chồng chị nào thỉnh để số điện thoại lại giùm em đi. Thịnh đánh lô đề là thường là sắp đỏ đen. Vụ gì vậy mèo con? Mai nhân viên của chị sẽ gọi trước. Để nhắn cái gì luôn. Combo. Nhận đúng mọi người thôi nha bà nội. Okay. Em nhớ mà chị đừng có làm. Sao mình... Ông công nhận mà giống mấy đứa gói rồi. Thiệt. Tại tôi nhắn rồi, nhắn rồi nó sẽ bị nhảy ra. Điều quan trọng quá. Em không có nhớ khách chị nữa. Chắc chắn rồi, em không có nhớ rồi. Em phải tìm lại sao chị lại nói vậy. Điện thoại của ai vậy? Chờ tao lấy tùm lum gần khăn khăn đâu rồi ta. Trên đây đó. Chị đang sạc đây. Không có nhà cửa, thân combo nhà cửa đi. Combo nhà cửa thì giá là thỉnh combo cá cũng có nhà cửa mấy chị, 297.000. Chị ơi coi tin nhắn tổng tiền cho em. Combo đắt khách tên nhận đi rồi chị không hướng dẫn nha Thảo.
tóc chị xong nó dày dữ vậy trời. Xài cái mà một tóc mọc ghê, một nồi. Một nồi tóc tóc thiệt á nha mấy chị. Không phải tóc nói đâu nha. Ai mà tưởng em nói tóc thì sai lầm. Ông rùa còn em, ông rùa giá là 500. Tóc thiệt của em là như một con đĩ khùng. Xong mà đi ra đi vô rồi. Có nha. Không nói thì em tay không vô sao không thả, thả tim. Thả tim bỏng mất ở trên này. Bùi vợ chồng mai nhân viên cô gọi chốt nha. Rồi thôi bye bye các bạn.